Sentinels là một vị trí vô cùng quan trọng trong team khi ở bên phòng thủ. Họ có nhiệm vụ ngăn chặn những phe tấn công đang cố chiếm đoạt khu vực. Nhưng theo meta hiện nay, việc pick đặc vụ thuần phòng thủ đang kém được ưa chuộng hơn trong các trận đấu unraid cho đến những giải đấu chuyên nghiệp. Tại sao lại như vậy? Góc nhìn Gosu số tuần này sẽ cùng thảo luận với các bạn về vị trí Sentinel trong Valorant nhé. Sentinel là gì? Theo từ điển tiếng Anh, Sentinel có nghĩa là lính gác, lính canh. Hiểu đơn giản thì đúng là như vậy. Sentinel trong Valorant là hộ vệ. Lớp đặc vụ này bao gồm Sage, Killjoy, Cypher và nhân vật tốn nhiều giấy mực nhất Valorant, Chamber. Đây là lớp đặc vụ bao gồm những chuyên gia phòng thủ có khả năng phong tỏa và bảo vệ khu vực đặt bom một cách hoàn hảo nhất. Nếu bạn không thích lối chơi càn quét tìm kiếm kẻ địch mà muốn ôm cây đợi thỏ thì đây chính là class thích hợp với bạn. Với những kỹ năng câu kéo, chắc chắn sẽ giúp bạn câu không ít thời gian để đồng đội có thể di chuyển về hỗ trợ phòng ngự. Sentinel sẽ có những kỹ năng theo hai hướng sau đây. Kỹ năng kiểm soát bản đồ. Đây là kỹ năng được coi là then chốt của bất kỳ hộ vệ nào. Với các kỹ năng có khả năng kiểm soát, bảo vệ sai cực mạnh, các hộ vệ sẽ giúp khả năng phòng ngự của team mạnh hơn rất nhiều. Đó có thể là máy quay do thám và bẫy dây của Cypher, hay là máy báo động kết hợp cùng ụ súng và bom nano là combo thủ sai lừng danh của Killjoy. Khả năng khiến kẻ địch gặp bất lợi. Nếu như ngọc làm chậm khiến kẻ địch trong vùng bị làm chậm đến 50%, thì máy báo động của Killjoy lại khiến kẻ địch rơi vào trạng thái suy yếu và nhận sát thương gấp 2 lần. Trong khi đó, Cypher sẽ khiến kẻ địch lộ vị trí khi dính phi tiêu đánh dấu của camera hay bị choáng khi vướng vào bẫy dây nếu không kịp phá hủy nó. Trademark của Chamber thậm chí có cả hai yếu tố trên, vừa phát hiện được vị trí, vừa giúp làm chậm phạm vi xung quanh kẻ địch. Đúng như định nghĩa, Sentinel, hộ vệ sẽ là những nhân vật nghiêng về thủ sai. Họ sẽ có những kỹ năng kiểm soát các vị trí trong khu vực và khả năng cản trở việc entry của kẻ địch. Vậy chơi Sentinel thì có gì hay? Chẳng lẽ cứ núp mãi trong đợi kẻ địch tiến vào à? Vậy thì có khó gì đâu. Cái khó ở đây chính là cách setup chiêu thức tại sai, hay còn gọi là line up. Sage, một hộ vệ khá dễ chơi cho những new player, nhưng cô nàng lại có nhiều line up hơn mọi người nghĩ. Chiếu quy, ngọc làm chậm sẽ được ném ra phía trước, giúp cản trở việc vào sai của kẻ địch chậm hơn, câu thêm thời gian để đồng đội có thể rotate kịp thời. Lên những rank cao hơn, bạn không chỉ nhìn thấy những cách ném slow thông thường, Sage có thể ném slow vào những góc hiểm trong sai, ngay cả khi bạn ở bên ngoài khu vực tấn công, hoặc thậm chí là ở bên sai khác. Cùng với kỹ năng dựng tường ngọc bảo hộ, chiếc tường đơn giản dựng lên để ngăn cách cửa sai để đối phương phải tốn thời gian phá bỏ hoặc không có tầm nhìn. Tuy nhiên, chiếc tường này đang im ba hơn mọi người nghĩ nếu người chơi biết cách xoay chuyển hoặc đặt lại những nơi hợp lý. Kẻ địch sẽ mất nhiều thời gian để phá hai thậm chí ba lớp tường để tiếp cận mục tiêu. Những chiếc tường được dựng lên cao hay để entry qua chiếc tường của Sage bên đối phương chúng ta cũng không lấy làm lạ đối với các Battle Sage nữa. Vừa giúp đồng đội kiểm soát bản đồ, vừa có thể gây sát thương, vừa gặp nhiều bug nhất. Killjoy, người xưa nay hay còn gọi là nữ hoàng Ascent từ những bản cập nhật đầu tiên. Cứ là map Ascent thì hầu hết sẽ có Killjoy ở cả hai team. Cũng dễ hiểu thôi, Killjoy có những thiết bị vô cùng khó chịu và imba, và việc setup chúng sẽ có khá nhiều bug và glitch. Trụ súng của Killjoy là một kỹ năng đa dụng cho phép người chơi lấy thông tin, gây sát thương, cấu rỉa và làm chậm đối thủ. Trụ súng của những bản đầu tiên đã từng qua bá đạo ở các vòng súng lục với những nơi có tầm nhìn xa vì việc bị làm chậm khi trúng đạn. Kết hợp với tính năng giãn hồng tâm khi bắn xa sẽ khiến người chơi rất khó khăn để tấn công vào khu vực có Killjoy. Vậy nên sau những bản cập nhật, tốc độ làm chậm đã giảm từ 72,5% xuống còn 29,5%. Cô nàng thiên tài người Đức này còn sở hữu một alarm bot báo và hai chùm hạt nano. Cả ba kỹ năng này đều có thể kết hợp với nhau tạo thành combo thủ sai cực khỏe, đòi hỏi người chơi phải có chiến thuật setup ngay từ thời gian chuẩn bị. Cypher có một trong những lối chơi có thể áp dụng rất hay, đó chính là lurk, tách lẻ ra để kê đẩy, móc máy và bắt lẻ đối phương. Vị trí này vô cùng quan trọng với việc lấy thông tin về cho đồng đội. Và đương nhiên, phù hợp với Cypher, người có bộ kỹ năng bố trí mạng lưới gián điệp xung quanh bản đồ, đặt bẫy chờ đợi con mồi xa vào lưới. Cypher cũng là một nhân vật cần setup khá nhiều thứ trong khu vực. Mặc dù không có chiêu thức gây đam giống Killjoy, nhưng với smoke công nghệ và dây bẫy, anh ta có thể gây nhiễu loạn đối phương vô cùng tốt. Và chỉ việc xả súng vào vị trí hiểm, điều này đòi hỏi người chơi cần tính toán cẩn thận hoặc kiên nhẫn một chút để có thể có những lineup hoàn hảo nhất trong round đấu khi cầm đặc vụ này. Nhưng với tiết tấu game của Valorant được cho là khá nhanh, mà lối chơi của Cypher thì khá chậm rãi. Khi bạn phải đi rón rén đi vòng ra sau mỗi khi tấn công hoặc mất một khoảng thời gian để check camera, trong khi đó team đối thủ đã có thể đẩy nhanh vào sai, đưa Cypher vào thế bị động bất ngờ. Minh chứng rõ ràng nhất trong giải đấu FGT 2022 mùa này, Cypher đã có tỷ lệ pick thấp nhất, trong khi đó đặc vụ cùng role người Pháp vẫn có 2 guest pick khi đã bị nerf khá nặng nề ở phiên bản update trước. Không ai khác, chính là Chamber, nhân vật tốn nhiều giấy mực của các báo nhất và tốn nhiều não nhất với đội ngũ cân bằng game Valorant. Thuộc lớp hộ vệ, nhưng không đem về lượng thông tin khổng lồ như Cypher, không có hàng tá những chiêu thức chặn đường khó chịu và khả năng hồi phục như Sage, hay năng lực khép góc mạnh mẽ như Killjoy. Kỹ năng duy nhất có thể được set up là Trademark, phát hiện kẻ địch và làm chậm chúng, nhưng lại dễ dàng bị phá bỏ. Bù lại, Chamber đem đến lượng hỏa lực bổ sung có thể nói là mạnh mẽ nhất tính đến thời điểm hiện tại trong Valorant với hai cây súng tự phát của anh ta.
khiến anh chàng điển trai này không khác gì một mini Dolis. Nhưng để ngẫm kỹ hơn, như góc nhìn Gosu số thứ 6 đã đề cập, việc rất nhiều đặc vụ của class giống nhau, nhưng lại có thể có vai trò khác nhau. Chamber là đặc vụ thuộc lớp Sentinel đầu tiên chú trọng vào khả năng đấu súng nhiều hơn việc sử dụng kỹ năng. Lối chơi của Chamber ở vai trò hộ vệ sẽ là liều lĩnh kê cứng một khu vực với chiêu cuối, hoặc khẩu súng lục có khả năng ngắm và lùi về ngay lập tức bằng dịch chuyển nếu bắn trượt. Việc kết thúc được kẻ địch bằng ulti có thể làm chậm đối phương đứng xung quanh cùng với Chessmark. Anh chàng người Pháp điển trai này vẫn làm tốt nhiệm vụ chính của một Sentinel, cản trở và lấy thông tin. Nếu như chơi Sentinel, nói chung bạn không nên có lối chơi hổ báo để tránh việc bị lên bảng đếm số quá sớm. Hãy bình tĩnh lùi về phía sau, vì sức mạnh của bạn ở việc hỗ trợ đồng đội, nên càng hỗ trợ nhiều thì đội của bạn sẽ càng mạnh, giúp tăng tỷ lệ chiến thắng. Khi ở bên tấn công, các vị trí thích hợp cho class hộ vệ gồm vị trí giữa đội hình, đây là vị trí gần đồng đội nhất, khi có sự cố xảy ra, bạn sẽ kịp thời hỗ trợ đồng đội một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, vị trí chính giữa cũng là vị trí an toàn nhất, bạn sẽ được đồng đội bảo vệ để có thể yên tâm sử dụng các kỹ năng hỗ trợ của mình. Vị trí phía sau đội hình, đây là vị trí giúp bạn có thể bao quát đội hình nhất, từ đó dễ dàng phát hiện đồng đội nào cần hỗ trợ mà ứng cứu kịp thời. Bên cạnh đó, vị trí phía sau cũng giúp bạn không bị bất ngờ khi đồng đội bị phục kích, giúp kịp thời sử dụng kỹ năng cần thiết để đồng đội không bị động. Sentinel được biết đến là những agent đóng vai trò làm chậm các đợt tấn công của địch. Về phía tấn công, họ là những người đảm bảo không cho địch có cơ hội móc máy sau lưng. Nghe vai trò hết sức quan trọng như vậy, nhưng Sentinel có cần thiết trong các đội hình Valorant? Câu trả lời đương nhiên là có, nhưng mà là đối với Chamber, đặc vụ Sentinel được pick nhiều nhất trong 19 đặc vụ Valorant nói chung và 4 Sentinel nói riêng. Minh chứng rõ ràng nhất là trong Valorant Champion 2022 Istanbul, sau bản nerf khá nặng tại bản vá 5.03, Chamber vẫn giữ vững vị trí 2 pick rate, trong khi đó, cùng Sentinel, Sage chỉ có tỷ lệ pick là 21%, Killjoy và đứng cuối cùng là Cypher chỉ có 5%. Vậy câu hỏi ở đây là vị trí này đang quá yếu hay là Chamber đang quá imba? Ở những rank đồng hoặc bạc, khi người chơi còn chưa nắm rõ được các đường đạn hay aiming chưa tốt để có thể hạ gục triệt để đối phương, Sage lại khá được ưa chuộng vì tương đối dễ chơi, support đồng đội tốt với khả năng hồi máu và hồi sinh. Nhưng khi lên những mức rank cao hơn, thì anh chàng người Pháp Chamber lại chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng tất cả các hạng rank, từ vàng 3 cho tới Immortal 3, và đương nhiên là cả Radiant, rank cao nhất của Valorant. Lúc này, Sage đã xuống dưới một nửa số đặc vụ, và Killjoy, Cypher đang ở đâu ư? Killjoy, Cypher là ai đấy? Cùng một role mà chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa các nhân vật trong class này. Vậy điều gì khiến Chamber bỏ xa những agent còn lại? Trước khi Chamber ra mắt, Sentinel là một role thiên về sử dụng các kỹ năng, biết giữ vị trí, ít tự đối mặt tấn công vì nếu để bị hạ gục sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn và trở nên vô dụng. Nhưng sau một vài lần bị chỉnh sửa, những đặc vụ thuộc class này lại không phát huy được hết tác dụng của mình. Sage là một đặc vụ vẫn được ưa chuộng trong các tầng rank, nhưng khả năng nổi trội nhất của cô nàng vẫn chỉ là hồi máu và hồi sinh đồng đội. Ngoài ra, cô nàng cũng không có chiêu thức nào kê flank hay là gây đam lên đối phương. Killjoy, các kỹ năng dễ dàng bị phá bỏ nếu đối phương có Kayo, việc chúng chiêu E vô hiệu hoặc Ultimate sẽ làm cho Killjoy không kích hoạt hay nhận thông báo từ Alambot và Turret, khiến việc nhận thông tin từ chúng bằng không. Bom nano của Killjoy cũng không thể nhặt lên được khi đối phương tấn công ở side khác. Đã pick rate thấp là thế, nhưng mới đây thôi, trong trận đấu giữa XZ với FPX trong VCT 2022, Killjoy đã để lại ấn tượng khá xấu trong tay XZ Irene. Chắc hẳn người theo dõi VCT vừa rồi cũng không lấy làm lạ với pha đi vào lòng đất của ụ súng Killjoy khi Turret chỉ điểm đối phương ở trên Heaven. Trong khi đó, Omen và Fate của FPX Angel Shao lại ở cùng khu vực cửa. Những Killjoy main chia sẻ rằng bug của Turret Killjoy thường xuyên xảy ra khi ai đó pick là chuyện bình thường. Nhưng đối với một giải đấu lớn, liệu những lỗi bình thường như vậy có đáng để đánh đổi? Hãy nhớ rằng hai đội đã phải rematch lại trận đấu đó vào khoảng 3 giờ sáng. Cypher, nhân vật có khả năng lấy info đối phương cực khủng nhưng lại đang đứng bét bảng pick rate Sentinel. Camera dễ dàng phá trong một phát đạn, dây bay cũng dễ dàng bị phá hoặc nhảy qua nếu đặt quá thấp. Riot Games cũng phải bỏ ngỏ việc chỉnh sửa lại anh ta sau VCT 2022. Chamber thì lại khác hoàn toàn so với những hộ vệ kể trên. Một Sentinel nhưng lối chơi lại giống một Duelist. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là Jett có khả năng đối mặt với kẻ địch, có thể tạo ra một vũ khí khác, rất có lợi trong round eco hoặc yếu tiền, có khả năng tẩu thoát. Vậy tại sao không đưa Chamber vào role Duelist đi cho nó xong? Điều làm nên thương hiệu hộ vệ của anh ta chính là khả năng làm chậm từ Chessmark và khẩu Tour de Force. Việc làm chậm sẽ giúp cản trở kẻ địch xâm nhập vào khu vực, không giống Sage, anh chàng phải kết liễu được đối thủ thì mới xuất hiện vùng làm chậm đó. Mặc dù yêu cầu cao hơn về aiming skill, nhưng thay vì gây một chút lượng đam, Chamber sẽ tiêu diệt triệt để hẳn nhân sự của đối phương, vừa đồng thời cản trở chúng, một nhân tố tuyệt vời trong tay những người chơi tay to. Những con số cũng chỉ là thống kê chung, nhưng đối với main Sage, Killjoy hay Cypher thì những đặc vụ này vẫn sẽ dễ dàng được sử dụng hiệu quả và triệt để. Nhưng để nhìn lại, Riot sẽ cần rất nhiều thời gian hơn để cân bằng lại Sentinel, để những người chơi có thể lựa chọn các agent Sentinel một cách thoải mái hơn thay vì mỗi Chamber như bây giờ. Các bạn có những ý tưởng nào để chỉnh sửa lại Sage, Killjoy, Cypher và Chamber để phù hợp với meta hay không? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe để cùng chúng mình phân tích sâu hơn các tựa game hot nhất hiện nay.
Còn bây giờ thì mình là Hùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Góc Nhìn Gosu số thứ 8. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Góc Nhìn Gosu trên GC Channel nhé. See ya!